Liên quan đến thông tin 136 phụ nữ người Việt Nam bị cảnh sát Malaysia tạm giữ tại hộp đêm, thì hiện Bộ Ngoại giao vẫn đang chờ đợi thông tin phản hồi từ phía Malaysia. Chỉ biết liệu những phụ nữ này sẽ được xác định là người phạm pháp hay có thể là nạn nhân của một đường dây buôn bán gái mại dâm. Tuy nhiên, trong sáng nay, một cán bộ đã từng làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã cung cấp thêm những thông tin về cuộc sống và con đường của những cô gái bị lừa hoặc là bị dụ dỗ sang Malaysia hành nghề trong hộp đêm. Những phụ nữ Việt Nam làm việc tại hộp đêm hay ổ mại dâm tại Malaysia đa phần qua đây theo con đường du lịch, sau đó trốn hoặc bị giữ ở lại. Các chân rết người Việt Nam sẽ đi tìm kiếm những cô gái, sau đó lôi kéo họ với lời quảng cáo là mức lương hấp dẫn khi làm việc tại các quán bar hay nhà hàng tại Malaysia. Các chân rết này chủ yếu lại chính là những cô gái đã hành nghề mại dâm lâu năm tại Malaysia. Mỗi lần chót lọt, chân rết sẽ nhận vài triệu đến chục triệu Việt Nam đồng một cô gái. Khi đến Malaysia, các cô gái sẽ bị tịch thu hộ chiếu, ăn ở tập trung và có người quản lý. Tiền lương những tháng đầu sẽ bị trừ hết vào các khoản phí để sang Malaysia. Chưa kể là tiền đi tiếp khách cũng bị thu hết, chỉ còn lại tiền tiêu vặt, thậm chí làm 6 tới 7 tháng vẫn chưa thể trả hết nợ. Việc bị đánh và bỏ đói cũng thường xuyên diễn ra nếu có sự chống đối hay bỏ trốn. Tại Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cũng đã không ít lần tiếp nhận và giải cứu nhiều cô gái. Tuy nhiên, để được trở về nước, các cô gái vẫn sẽ phải nộp cho cục nhập cư Malaysia khoảng 450 ringgit, tương đương hơn 2,7 triệu Việt Nam đồng. Để được nhận giấy xuất cảnh đặc biệt, mức phí này dự kiến sẽ còn tăng nữa sau tháng này. Còn nếu trong trường hợp các cô gái bị xác định là chủ ý hành nghề, không chứng minh được rằng mình bị lừa, thì sẽ bị xử phạt theo luật định của Malaysia, nộp phạt hành chính hoặc bị bỏ tù. Thời gian đi tù sẽ căn cứ vào thời gian hành nghề, dao động từ 3 tháng, 6 tháng tới 1 năm. Và ngay trong sáng nay thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi điện thoại với một phiên dịch viên người Việt Nam đã từng làm việc tại tòa án Malaysia để biết thêm về số phận cũng như là chế tài cho các cô gái nước ngoài hành nghề mại dâm tại nước này. Xin cảm ơn chị đã tham gia cuộc phỏng vấn. Vậy những trường hợp những cô gái bị dính vào những đường dây buôn bán tình dục hoặc là mại dâm ở Mã Lai thường rơi vào những nạn nhân như thế nào thưa chị? Những nạn nhân thường là những nạn nhân rất trẻ, từ độ tuổi từ 17, 18 đến 23, 24, thường là không có điều kiện và hay bị bạn bè rủ rê đi làm hoặc là công nhân hoặc là làm nhà hàng hoặc là quán karaoke ở Malaysia, nhưng mà thường là 90% là vào nhà thổ. Một số cô gái biết là mình sẽ sang làm mại dâm nhưng mà vẫn sang. Vậy chế tài xử phạt của tòa án Malaysia đối với những đối tượng liên quan đến những vụ mại dâm như thế này là ra sao thưa chị? Thường từ trước đến nay người ta chưa xử phạt những người chủ mại dâm, chủ đường dây bao giờ. Tại vì thực ra đấy là một vấn đề rất nhạy cảm, rất là bao la. Một đường dây có rất lớn, chứ thường là phạt cô gái. Những cô gái mại dâm thì thường bị giam từ 1 đến 2 tháng. Sau đó người chủ của họ sẽ bảo lãnh của họ ra. Nếu như trường hợp người chủ không bảo lãnh họ ra thì tòa phải gọi những người phiên dịch viên như bọn em lên, và sau đó hỏi cô là sao các cô muốn gì, sao cô muốn làm việc trả nợ xong rồi để trả tiền để về hay là trục xuất khỏi đất nước. Xin cảm ơn chị đã tham gia cuộc phỏng vấn. Và sau đây mời quý vị khán giả cùng đến với phần tổng hợp của chúng tôi về tình trạng buôn bán người và hành nghề mại dâm tại Malaysia. Từ năm 2008 cho tới nay, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ được hơn 12.000 phụ nữ hành nghề mại dâm tại nước này, trong đó gần 9.000 người là người nước ngoài và hầu hết đến từ các nước Đông Nam Á. Vào đầu năm ngoái, chính phủ Malaysia đã thành lập một tổ công tác chuyên điều tra xử lý các trường hợp buôn bán nô lệ tình dục. Tuy nhiên, những nỗ lực này vẫn chưa thực sự mang lại những hiệu quả trong việc hạn chế đường dây mua bán dâm. Khi số phụ nữ nước ngoài bị bắt về tội mại dâm trên toàn quốc liên tục tăng cao trong thời gian qua, theo cơ quan phòng chống tệ nạn, số phụ nữ bán dâm bị bắt giữ đến từ Việt Nam là cao nhất tới hơn 2.000 người, xếp sau đó là Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia và Uganda. Những người liên quan đến đường dây buôn bán nô lệ tình dục sẽ bị tù từ 3 cho đến 15 năm và chịu phạt tiền tùy theo mức độ phạm pháp. Còn đối với những nạn nhân liên quan đến những vụ việc buôn người mại dâm, các nhà chức trách Malaysia sẽ tạm giữ những người này tại các cơ sở của chính quyền khoảng 90 ngày hoặc lâu hơn. Sau đó, chính phủ nước này sẽ trục xuất các nạn nhân về nước ngay sau khi kỳ hạn giam giữ kết thúc theo pháp luật của Malaysia. Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác.